ngày 26 tháng 6, sau khi tuổi trẻ phản ánh về trường hợp xe tai nạn được hướng dẫn gửi tại bãi xe tư nhân và bị đòi phí 3 triệu tháng, lãnh đạo Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thông tin và nhanh chóng chỉ đạo làm rõ. Ngày 8 tháng 5, trong lúc thợ đang kiểm tra đuôi xe của ông S, tại phường Bình Triều Thủ Đức thì bất ngờ phía sau một xe tải mang biển số 47H chạy cùng chiều va chạm một xe ba gác máy. Chiếc ba gác tiếp tục tông vào thợ sửa xe khiến người này thiệt mạng. Vụ tai nạn được Công an thành phố Thủ Đức thụ lý điều tra, xe tải của ông S có liên quan nên bị tạm giữ. Chủ bãi xe không nói gì về phí đậu xe, chỉ kêu để lại chìa khóa. Cũng theo ông S, suốt quá trình giải quyết vụ tai nạn, ông không nhận được biên bản tạm giữ, xe của ông cũng không bị niêm phong. Ông S nhiều lần liên hệ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thủ Đức xin lấy xe ra để sửa chữa. Trưa cùng ngày, ông S trở lại bãi xe trong khu Depot 5 P và bị đòi 4,6 triệu đồng cho 46 ngày nằm trong bãi. Liên quan vụ việc trên, một cán bộ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thủ Đức cho biết đơn vị không có bãi để xe ô tô tai nạn nên sau khi kiểm tra xe liên quan vụ việc đã hướng dẫn xe này vào gửi tại bãi xe tư nhân. Đại diện Công an thành phố Thủ Đức cũng cho biết sẽ kiểm tra làm rõ sự việc báo tuổi trẻ phản ánh.